Gentle Nobra, group gái xinh chuyên show ảnh thả rông, có cả loạt thành viên 2K5 cực kỳ năng nổ. Common sặc mùi quấy rối và phản ứng gây sốc từ phe thả rông. Ảnh Nobra, tài liệu, admin, thầy cô, nắm quyền xịch sát. Gentle Nobra, group gái xinh chuyên show ảnh thả rông, có cả loạt thành viên 2K5 cực kỳ năng nổ. Chẳng cần phải là những dân hóng hớt chuyên nghiệp, mà chỉ cần tinh ý một chút, nhiều người cũng có thể nhận ra content 18+ đang rất phổ biến trên mạng xã hội trong thời gian gần đây. Bất chấp việc có thể vi phạm pháp luật, những clip sex joke đùa cợt về chuyện 18+ ở TikTok xuất hiện tràn lan, những template tâm sự chuyện 18+ ở Instagram được netizen chờ nhiệt tình, và không thể bỏ qua hàng loạt các group share link, mà link gì thì ai cũng biết là link gì, ở Telegram. Đương nhiên, Facebook, nền tảng được cho là phổ biến nhất ở Việt Nam, cũng không nằm ngoài làn sóng content rất dễ câu flow và tương tác này. Tuy nhiên, để tránh gậy và kiểm duyệt từ Facebook, những nội dung nhạy cảm được gom góp vào các group thay vì up công khai. Bình luận của member sử dụng những từ lóng, hình ảnh so sánh thay vì những từ trần trụi. Gentle Nobra cũng là một trong số những group như vậy. Sở dĩ cái tên này gây chú ý là bởi chỉ mới được thành lập từ ngày 13 tháng 9 vừa qua, nhưng Gentle Nobra đã nhanh chóng lọt vào top từ khóa tìm kiếm phổ biến của Facebook và có khoảng 144.000 thành viên sau 3 ngày. Đó cũng chính là lý do mà nhiều người thắc mắc về những gì đang diễn ra bên trong group này. Gentle Nobra và hệ sinh thái Gentle. Từ lâu, chuyện phái nữ mặc bra hay không đã thu hút được sự quan tâm và cả những trận battle nảy lửa về nữ quyền. Tuy nhiên, tạm gác tranh cãi về nữ quyền hay vấn đề sức khỏe của phái nữ sang một bên, những bài đăng và bình luận mà netizen trông thấy trong group Gentle Nobra lại tạo nên sự nhạy cảm và phản cảm nhiều hơn. Đầu tiên, phải kể đến những phương châm công kênh và có phần trúc trắc khó hiểu của Gentle Nobra. Thà kín mà thả rông, chứ không nội y mà hở. Diễn giải cho những ai chưa kịp hiểu thì trong group này chỉ đăng những bức ảnh thả rông, kể cả mặc đồ kín, không đăng ảnh nội y, bikini, kể cả có hở bạo đến cỡ nào. Về cơ bản, member của group này có thể chia thành hai nhóm, phe thả rông và phe xem chùa. Đúng với tên gọi, phần lớn bài đăng của Gentle Nobra đều là ảnh gái xinh không mặc áo ngực, mặc áo ngoài bó sát và để nhũ hoa lổ lộ. Cá biệt hơn, không chỉ Nobra, có cô còn no underwear, sâu luôn cả những điểm kín đáo nhất trên cơ thể cho toàn thiên hạ cùng xem. Ngoài chất lượng, những cô gái xinh này còn tập trung vào cả số lượng. Group này thành lập được bao nhiêu ngày là các cô có bấy nhiêu post, thậm chí còn nhiều hơn. Kết quả, chỉ sau vài ngày, lượng ảnh trong group đã ngót nghét cả 100 chiếc. Kiểu member còn lại là phe xem chùa, đông đảo hơn và cũng có nhiều mục đích khác nhau. Có người hăng hái thả tim và comment cho các gái xinh, không quên kéo bạn gọi bè. Có những người lấy ảnh với mục đích chẳng tốt đẹp gì và cũng có người đơn thuần chỉ là hóng hớt cho vui. Nói chung là kiểu nào thì cũng có, với cách gọi chung là thuyền viên và tất cả được che đậy bằng một câu nói hòa mỹ, con gái là để yêu thương. Tất nhiên, với những nội dung nhạy cảm này, Gentle Nobra gặp phải rào cản đầu tiên là hàng loạt gậy từ Facebook. Để né tránh tình trạng này, admin của Gentle Nobra đẩy ra một nhóm con là Gentle Nobra Secret Group. Nội dung tương tự, sinh hoạt tương tự, tốc độ tăng trưởng gây chóng mặt tương tự với 80.000 thành viên sau một ngày thành lập. Điểm đặc biệt duy nhất là tình trạng group từ công khai sang bí mật. Ngoài hai cái tên kể trên, hệ sinh thái Gentle còn nảy sinh ra rất nhiều group công khai khác nhau với nội dung liên quan đến gái đẹp và gái sexy như Gentle Delta, Gentle Sexy, Gentle Sexy Secret Group và Gentle Nude đã bị đánh sập. Ngoài trừ Gentle Delta với nội dung gái xinh đơn thuần, thì mỗi group trong hệ sinh thái này còn được gọi là một thuyền với lượng thuyền viên vô cùng đông đảo. Sở dĩ có cách gọi này là vì với content không lành mạnh, những group này rất dễ bị đánh sập và ngay khi thuyền này bị chìm thì đã có thuyền mới để cứu vớt các thuyền viên. Common sặc mùi quấy rối và phản ứng gây sốc từ phe thả rông. Yêu thương thế nào thì không biết, nhưng bất kỳ ai có nhân sinh quan bình thường khi có mặt trong Gentle Nobra đều sẽ phải choáng ngợp ít nhiều. Lý do đầu tiên phải kể đến những common sặc mùi quấy rối từ phe xem chùa. Trên trời, dưới đất, mọi động từ tả thực về hành động mà hội xem chùa muốn làm với các mỹ nhân thả rông được sử dụng. Và kỳ cục hơn là bình thường có thể sai chính tả bé bét, nhưng ở đây, những từ ngữ này lại được viết rõ ràng, rành mạch, không viết tắt, không nói lái và cũng không có một cm ngần ngại nào.
Chưa hết, những nhũ hoa lổ lộ kia có được so sánh với 7749 hình ảnh khác nhau, vô cùng sinh động, tiêu biểu như hạt lựu, hạt đậu, hạt đu đủ, mụn, vân vân. Giá như khả năng ngôn ngữ và so sánh khi học văn của những người này cũng được phong phú như vậy. Mà đã nhắc đến môn văn thì không thể bỏ qua tuyển tập văn mẫu thường thấy ở Gentle Nobara. Tất cả những đoạn văn mẫu này đều có một điểm chung là quay xe muốn tiền đình. Và dưới đây là một số ví dụ. Mình có thằng bạn thân là ABC bị ung thư 3 chấm, từ chỉ bộ phận sinh dục nam giai đoạn cuối. Khoảnh khắc người bạn thân lâu năm ngồi lại bên nhau, giờ chỉ đến từng giây, từng phút. Tôi buồn lắm nhưng không thể thốt thành lời. Dường như bạn tôi cũng hiểu ra vấn đề. Nó chỉ mỉm cười nhìn tôi lần cuối, làm tim tôi thắt lại. Mình đã cùng nhau thể hẹn sẽ đi với nhau đến già, nhưng anh lại đi quá sớm. Nó nắm lấy tay tôi, dường như nói lên tâm tư của mình từ đáy lòng, bằng chút hơi thở ít ỏi và yếu đuối của mình. Nó nói nhỏ vào tai tôi rằng, nguyện vọng trước khi chết là muốn được xem bạn cởi đồ, thế nên bạn có thể gửi ảnh nhu vào inbox của tôi để chuyển cho nó ra đi thanh thản được không? Hoặc tương tự như, giới trẻ bây giờ cứ nghĩ lớn lên có tí ngực, chụp ảnh lên mạng khoe là hay, là hot, là trend. Đúng là cái đồ rẻ tiền thì bao giờ cũng được nhiều người xem và dùng miễn phí. Vì vài cái follow, vài ba cái like mà chấp nhận, xin hỏi nhân phẩm ở đâu? Bố mẹ hàng xóm xem được chắc hãnh diện lắm. Rồi sẽ có đứa bảo là, nó đẹp, nó có khoe thì ảnh hưởng gì mày? Có giỏi thì đi bằng tài năng đi. À, cho em sờ, ba chấm chị được không? Hoặc đại loại như, không hiểu mấy đứa đăng cái này làm gì. Được gì, rồi bố mẹ nó có cho tiền à? Có thấy phản cảm không? To thế cho sở tí được không? Vân vân. Phản ứng của phe thả rông từ lúc đăng ảnh đến khi nhận về những bình luận khiếm nhã cũng khiến cho nhiều người phải ái ngại. Thông thường, họ sẽ không ghi caption, thay vào đó là để account Instagram. Chắc cú hơn, có một số cô còn in hẳn Instagram vào ảnh để không bị trôm và tự kéo follow cho mình. Ở phần bình luận, nhiều cô còn vui vẻ, ấm ở lại, đẩy đưa với mọi người. Thỉnh thoảng thấy bài đăng tụt tương tác, comment bất xôm thì lại tự mình bình luận khen mình một lem. Hoặc thông báo có nhận job PR. Mà nói cho những ai chưa biết thì phần lớn quảng cáo của họ chỉ có mấy kiểu như sau. PR app cờ bạc, app sex, PR kiếm tiền online từ sản nhị phân, một dạng hot girl tài chính, và PR kem trộn và mỹ phẩm không rõ nguồn gốc. Nhưng đến đây chưa có gì bất ngờ lắm, vẫn là những câu chuyện nhan nhản trên các nền tảng mạng xã hội. Cái chấn động hơn là trong hội mỹ nhân thả rông khoe thân này lại có cả những cô nàng sinh năm 2005-2006. Tức là đến giờ hiện tại họ mới chỉ đâu đó 15-16 tuổi và hiện đang là những cô cậu học sinh lớp 10, lớp 11. Ảnh Nobara, tài liệu, admin, thầy cô, nắm quyền sinh sát. Ngoài thuyền, mỗi group trong hệ sinh thái Gentle còn được gọi là một lớp học. Mà lớp học thì phải có đầy đủ các thành viên và chức năng. Nói một cách ngắn gọn và dễ hiểu với Gentle Nobara, member trong group là học sinh, ảnh Nobara là tài liệu học tập, dàn admin sẽ là các thầy cô, được cung cấp tài liệu công khai, member còn lưu về và dùng để tự sướng, rồi gọi đó là học tập, thực hành. Vậy, người đứng sau Gentle Nobara và hệ sinh thái Gentle là ai? Hay thuyền trưởng, thầy hiệu trưởng, vẫn được thuyền viên, học sinh tung hô là ai? Được biết, người nắm quyền sinh sát trong loạt group này là một người tên N. Người này sở hữu tài khoản Facebook có tích xanh đàng hoàng với 200.000 người theo dõi. Trong các group, bản thân N cũng tự xưng là thầy, nhận được trách nhiệm sáng lập, lãnh đạo và lèo lái những con thuyền Gentle. Hễ người này hò một tiếng là các học sinh, các thuyền viên răm rắp, hối hả làm theo. Ở trang cá nhân, N lại thường xuyên cắp ảnh màn hình thành tích tăng trưởng của các group mà mình đang nắm trong tay một cách vô cùng tự hào. Và như bao người nổi tiếng khác, phần bình luận ở các bài đăng của N ngập tràn mong mỏi, xin sỏ được accept Facebook, được mong là most ở các lớp học và cả chỉ bới những người report group khiến thầy hiệu trưởng của họ phải lao tâm, khổ tứ, chống đỡ. Hẳn là nhiều người đang tự hỏi, từ bao giờ hình ảnh một lớp học lại bị đem ra so sánh, biến tướng và gán cho những ý xấu xí đến như vậy? Thế nhưng câu hỏi này có lẽ sẽ không bao giờ có đáp án. Chỉ biết được rằng những từ ngữ này được sử dụng để tránh những kiểm duyệt gắt gao từ Facebook. Không có ai có quyền ép buộc người khác chuyện thả rông hay không, nhưng ranh giới giữa gợi cảm và phản cảm, thoải mái và kém duyên thực sự rất mong manh. Hành động show ảnh Nobara khoe thân bất chấp để kiếm fame, kéo follow như vậy liệu có đáng hay không? Còn những người đang ngày đêm azure, cổ vũ cho hành động này, nếu người trong ảnh là người thân hoặc bạn gái của bạn thì sao? Tất nhiên, mỗi người sẽ có một quan điểm khác nhau và cũng sẽ trả lời khác nhau trước câu hỏi này.
dẫu vậy trở thành một người sử dụng mạng xã hội văn minh, tỉnh táo có lẽ vẫn tốt hơn. Vậy còn bạn, bạn nghĩ sao về những nội dung trong bản tin của chúng tôi ngày hôm nay? Đừng quên để lại comment dưới video này nhé!